Xin chào quý vị và các bạn, khối khí lạnh có cường độ suy yếu dần. Đêm nay nhiệt độ ở ngưỡng từ 15 cho tới 18 độ, vùng núi là từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Từ ngày mai nền nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng lên với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 22 đến 25 độ, có nơi cao hơn. Đến mùng 7 tháng 1, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường bổ sung yếu nên khu vực phía Đông Bắc Bộ lại có mưa nhỏ rải rác nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, trời rét về đêm và sáng. Với các tỉnh miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, trời rét về đêm và sáng. Biên độ nhiệt dao động trong ngày và đêm là từ 17 cho tới 26 độ. Trong khi đó, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào diện rải rác, xuất hiện dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên. Mưa chỉ xuất hiện cục bộ. Biên độ nhiệt ngày đêm ở khu vực Trung Trung Bộ là từ 21 đến 28 độ. Khu vực Nam Trung Bộ là từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết khá khô ráo. Trời phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ là từ 31 cho tới 34 độ, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, với nhiệt độ trên 35 độ. Trên khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.